xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đếm ngược chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chia tay năm 2019 và chào đón một năm mới, đó là năm 2020. Bản thân của mình xin chúc cho tất cả các bạn vào những cái ngày cuối năm này mọi điều gặp được rất là nhiều điều may mắn, mọi việc suôn sẻ. Cũng như là nhân dịp một năm mới thì Lycobyte có một cái chuỗi sự kiện dành cho tất cả các bạn đều có thể tham gia. Đó là free một trong 6 vị tướng tùy chọn, các bạn có thể lựa chọn một trong 6 vị tướng. Và ở đây thì có những vị tướng nào mình sẽ thông báo cho tất cả các bạn nha. Cũng như là hiện tại đây là cái nguồn thông tin mình lấy từ page giải trí Liên Quân. Nếu các bạn nào muốn biết được những thông tin sớm mới thì các bạn có thể ấn vào đường link bên dưới để có thể truy cập vào page, ấn theo dõi để có thể nhận được thông tin mới nhất nha. Ok, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là một trong 6 vị tướng các bạn sẽ nhận được miễn phí là những vị tướng nào. Một trong 6 vị tướng mà các bạn có thể lựa chọn đó là: đầu tiên vị tướng Enzo, sát thủ. Tiếp tục là các bạn có thể lựa chọn vị tướng Ibanez, một vị tướng đỡ đòn đấu sĩ kiêm thêm cả khống chế cực kỳ mạnh. Và tiếp đến sẽ là vị tướng Faina, trợ thủ yểm hộ, khả năng hồi phục máu, được gọi là bình máu di động của Lycobyte. 3 vị tướng rồi. Vị tướng tiếp theo là vị tướng thứ tư, đó là vị tướng Whit, xạ thủ. Xạ thủ late game cực mạnh. Nếu các bạn không chọn Whit thì các bạn có thể lựa chọn đó là Roker, đấu sĩ, xạ thủ. Và cuối cùng đó là vị tướng Mark. Đây là 6 vị tướng mà các bạn có thể lựa chọn một trong 6 vị tướng này free nha, hoàn toàn miễn phí. Trước mắt các bạn đây là hình ảnh của chuỗi sự kiện chúc mừng năm mới của Lycobyte. Và sự kiện đầu tiên đó là ngày mùng 1 cho đến ngày 14 tháng 1, sưởng quà Moren tướng chọn một trong 6 vị tướng vừa sau mình kể trên. Tiếp tục sự kiện thứ hai bắt đầu từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 cho đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 2020. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào thì các bạn chơi 3 trận thì các bạn sẽ nhận được đây là thẻ MVP win nha. Và tiếp đến là sự kiện thứ 3, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, mở tất cả các chế độ. Đặc biệt duy nhất ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào game các bạn sẽ nhận được đó là thẻ đây là cái gì nhỉ? Sao hộ mệnh. Ok, đấy là chuỗi sự kiện mình muốn thông báo cho tất cả các bạn. Hy vọng rằng các bạn có thể tham gia sự kiện đầy đủ để có thể nhận được những phần quà giá trị nha. Biết được thông tin gì thì mình sẽ sớm thông báo cho mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never. Close to the sun.